cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Địa Thần Hộ Pháp, phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kim Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con thường chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trong nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhân chủ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, chạy đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn đất sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng các cái khám cái thức, trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng thắng hút nắng, hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Đố hương cúng dường chim lã ngợi khen, thời chỗ người đó ở được 10 điều lết, những gì là 10 điều? Một là đất cát có màu, hai là nhà cửa ăn ngủ mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng trời đất, năm là cầu chi cũng tùy ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch vị hương hao, tám là giúp hẳn về ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần thơ hồ vệ, mười là thường gặp ở thánh nhân. Và Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau còn hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được trừ đất như vậy, vì cái lao địa thần là bạch với Đức Phật rằng: Và Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng thần tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó là có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường thần tượng của Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ về người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa, trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ vân vân hãy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kim Lao Địa Thần rằng: thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng, vì có sao vì đấng ra trong cõi Diêm Phù đều nhau hỗ trợ, cho đến có cây cát đá lúa mè cho rau gạo thóc của bón, tất cả những thứ tự đất mà có ra đều nhận nơi rất thần con cả. Đông lại tuyên bày những sự lết của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trội, lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường này. Địa Thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã dạy, không nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chứ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến ngay nơi tai, cũng nữa là để cho phải chịu, chẳng phải chỉ riêng mà đông hộ trì người đó, cùng với hàng quyến thuộc các vạn vương đến thích quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đã các vị hiền thánh ủng hộ như thế, đều do vì những lễ chim lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Bổ Nguyện này, tự nhiên được rút ráo xa lìa biển khổ chứng đạo nước bạn an vui, vì thế nên đã ủng hộ một cách lớn lao như thế. Quy Địa Tạng Bồ Tát, con tên Nguyễn Thị Kim Anh, pháp danh Diệu Âm, nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng và nói về sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng, con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời nguyện này: con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị la, nhận cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị la, nhận đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt hướng dụ hết, khiến cho hết thảy chúng sanh đều biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con hưởng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót và chứng minh cho sự quy y cùng là nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp để không bao giờ quên mất hiện nay con là phạm phu vô tri vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, hưởng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy chúng sanh mà giáo hộ cho con, cùng muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thể đều tiêu trừ, sau đạt được, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ca Ma Ha. Ha ha ha, Bồ Tát Ha.